Trước khi chương trình được chính thức bắt đầu thì tôi có một vài câu đố vui để đố cho quý vị. Và trên tay tôi có một vài cái phần thưởng ha. Những câu đố vui sẽ có 4 câu duy nhất thôi, cho nên quý vị nào nhanh tay lẹ mắt thì giơ tay lên để trả lời ha. Nhưng tôi sẽ ưu tiên cho những người nào lần đầu tiên đến đây. Thì ai là người lần đầu tiên đến đây xin giơ tay cho tôi biết được không ạ? Lần đầu tiên đến. Wow, yeah. Dạ rồi. Ai là người đã đến nhà thờ nhiều lần rồi trong những người lần đầu tiên đó? Dạ giơ tay lên ạ. Dạ rồi. Trước khi tôi đố thì tôi có một cái video clip. Quý vị coi cái video clip này thật là kỹ. Cái video clip này chỉ chiếu một lần duy nhất thôi ha. Và tôi đố trên cái video clip đó, cho nên quý vị coi, xem, nhưng phải để ý cái video clip đó ha, thật là chi tiết, nó không có dài đâu. Và sau đó tôi sẽ chiếu câu đố lên và quý vị sẽ trả lời câu đố đó. Dạ. Bây giờ câu đố sẽ như sau. Câu đầu tiên, cái trong video clip nó nói nhưng mà tôi sẽ có một câu kinh thánh kèm theo nữa trong câu đố của tôi. Trong video có bao nhiêu nhà thông thái hay là bác sĩ đến tôn thờ Chúa Giêsu trong đêm Giáng sinh? 3 vị, 4 vị, 5 vị, 6 vị. Xong rồi, xin lỗi quý vị, nó có kết quả đã qua mất tiêu rồi ha. 3 vị. Nhưng mà ok, tôi sẽ đố một kiểu khác, tại vì tôi đã lộ kết án đáp án rồi. Nhưng mà trong kinh thánh, những người này, những người đã đi đến nhà thờ rồi ha, thì vậy trong kinh thánh có nói có bao nhiêu vị bác sĩ đến tìm thờ Chúa nè. Tôi đố với những người đã từng đến nhà thờ hay những người đã đến nhà thờ nhiều lần rồi, vậy có bao nhiêu người theo quý vị? Bỏ cái đố này đi, tôi sẽ đố câu khác. Vậy có bao nhiêu bác sĩ đến tìm gặp tôn thờ Chúa trong đêm Giáng sinh? Có bao nhiêu người? Hồi nãy con cho đáp án là 3 rồi đó. Nhưng mà thật ra kinh thánh nói không phải là 3. Dạ rồi. Chúa đã nói. Dạ Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod có mấy bác sĩ? Tại sao mà bây giờ ta hay dùng 3 bác sĩ? Các bạn, số 3 là con số hay dễ nhớ đúng không ạ? Hoặc là người ta dựa vô 3 món quà của người ta, của các bác sĩ mang để dâng cho Chúa. Nhưng mà kinh thánh nói thì có mấy bác sĩ lận ha. Dạ, xin Thiên Thi gửi cho Chúa một phần quà dùng. Câu tiếp theo. Trong clip ha, trên bầu trời xuất hiện gì đây? Thứ nhất, A, chỉ một ngôi sao lớn. B, ngôi sao lớn và các ngôi sao khác. C, ông già Noel và xe tuần lộc. D, một máy bay. E, 3 thiên sứ báo tin mừng. Dạ, còn câu F, câu B và câu E đúng. Ai cái câu trả lời nhanh sớm nhất?
Ai trả lời câu F xin đứng lên giơ tay ạ. Dạ. Câu F. Câu F là câu B và câu E đúng. Câu B là trên có một ngôi sao lớn và các ngôi sao khác, đúng không ạ? Đúng. Trên bầu trời thì không thể có một ngôi sao được, đúng không ạ? Trong đêm đó thì có một ngôi sao rất lớn, đúng. Và có ngôi sao khác nữa, ở trong clip người ta có vẽ những ngôi sao khác. Và trên bầu trời không có máy bay, không có ông già Noel và có ba thiên sứ báo tin mừng. Như vậy câu F là câu đúng. Bỗng chốc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ. Thực ra không phải là có ba thiên sứ đâu. Có lẽ người ta vẽ nhiều quá, mệt quá hay sao nên người ta vẽ ba người thôi cho nó tiện. Nhưng thực chất thì Kinh Thánh nói là có muôn vàn thiên binh với thiên sứ. Như vậy thì một con số rất là nhiều, rất lớn ha. Dạ, cảm ơn chú. Câu số 3. Trong clip có bao nhiêu kẻ chân chiên và bao nhiêu chiên? À, bao nhiêu người chân chiên á, và bao nhiêu con chiên được vẽ trong clip đó? À, một người và một bầy chiên. Hai người và ba con chiên. Năm người và bốn con chiên. Dạ, ai đã trả lời, giơ tay để trả lời ạ? À? Dạ, xin mời con áo xanh. Lại mấy kẻ chân chiên? Ở đây không? Ở đây trong Kinh Thánh nói là có mấy kẻ chân chiên hả? Chúa Giêsu là cái gì đó mà Thượng Đế ban cho nhân loại? Câu đố có 6 ô chữ. Chúa Giêsu là cái gì của Thượng Đế ban cho nhân loại? Tôi ưu tiên cho những người lần đầu tiên đến đây và những người được mời đến đây. Dạ, các anh có câu trả lời không? Dạ, xin mời. Mà Thượng Đế ban cho nhân loại. Dạ, câu trả lời đúng. Dạ, Chúa Giêsu chính là... Thầy cho hội thánh xin hân hoan và chào mừng tất cả quý ông bà chị em thân hữu cùng quý con cái của Chúa, các hội thánh đến đây để chung dự với chúng tôi. Gần như là thánh đường này là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức và được mời một sư giáo sư tiến sĩ Lâm Mộc Minh qua đây chia sẻ. Ta hiểu rõ về cái sự giáng sinh của Chúa Giêsu, và trong cái phần trước khi mục sư Minh sẽ chia sẻ lời Chúa thì tôi sẽ có cái phần phỏng vấn để mục sư Minh sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn. Nhưng mà sau cái phần trước khi mục sư giảng, tôi sẽ giới thiệu thêm. Trước nhất thì tôi xin hoan nghênh và chào mừng tất cả quý vị, và đặc biệt hôm nay thì tôi thấy có mục sư Quách Nghĩa. Chào mừng mục sư Quách Nghĩa. Người thứ hai mà tôi muốn chào mừng đó là người bạn của tôi từ xưa, năm 74-75 học ở tại chủng viện Thần Học Viện Nha Trang, là mục sư Nguyễn Quang Quốc Dũng, Nguyễn Quốc Dũng, từ Sài Gòn sang bên này để thăm hội thánh và thăm anh em. Kính mời mục sư Dũng đặc biệt xin đứng lên. Chúng tôi cũng hoan nghênh Jay Kim, là cũng là một cái người giáo sĩ người Đại Hàn, cũng làm chung giáo hội chung với chúng tôi. Jay, please stand up. Sorry, the Korean is an Arabic. Okay. Dạ, rồi có ông bà giáo sĩ đặc trách Edmonton đến từ Mỹ, là một đại diện cho một giáo hội Tin Lành cũng tương đối là gần như là lớn nhất, với ông mục sư, để chào mừng tất cả quý vị và xin Chúa chúc phước trên quý vị để chúng tôi có thể truyền đạt được cái sứ điệp về sự giáng sinh của Chúa Giêsu, và đặc biệt cái đề tài hôm nay, đặc biệt cái đề tài sự hòa giải mà Chúa Giêsu đã xuống trần để giải quyết cái vấn đề giữa con người và Đức Chúa Trời có sự nối liền với nhau trong cái tình yêu, mà tình yêu đó là tình yêu, mặc dù trong Kinh Thánh nói là Chúa Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hai
tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Khi anh nói đến cái chữ tình yêu đó thì đây là một cái tình yêu không phải loại bình thường, nhưng mà tình yêu của Đức Chúa Trời thương con người. Và trong khi chúng ta là người có tội thì Chúa đã yêu chúng ta và xuống chịu chết thế trên thập tự giá để giải hòa. Đó, mục sư Lâm Hồng Minh sẽ giúp đỡ cho chúng ta hiểu rõ về những vấn đề đó sau này. Nên một lần nữa xin cảm ơn sự hiện diện của quý ông bà chị em. Và sau giờ này thì chúng ta sẽ có thời giờ thăm cầu ý Bismarck, và mục sư Minh sẽ chia sẻ thêm một cái đề tài, đó là chia sẻ tình yêu của Chúa theo cái phong tục của người Á Đông mình một cách rất là ngắn và dễ hiểu. Nên xin mời tất cả quý vị cùng xuống Bismarck sau giờ này. Đó là những điều mà muốn giới thiệu trong cái phần đầu. Dạ, xin cảm ơn mục sư đã có những lời chào mừng cũng như là thông báo chương trình trong phòng nhóm tại đây cũng như là ở Basement sau này. Cảm ơn Chúa là buổi tối hôm nay Chúa đã đem tất cả chúng ta đến đây được bình an. Dầu trời ở bên ngoài thì tuyết lạnh, nhưng mà trong phòng này chúng ta cảm thấy có sự ấm áp khi mà chúng ta ở trong Chúa với nhau. Xin phép cho tôi được mời tất cả quý mục sư và tất cả các cô chú các anh chị giờ này chúng ta đồng đứng lên, chúng ta đón mừng Chúa chúng ta Giáng sinh ha. Thì tôi ước mong chúng ta sẽ thấy được cái niềm vui hân hoan ra trên gương mặt của mình, và nó sẽ lan tỏa ra những người xung quanh của mình. Nên xin phép mọi người là bây giờ chúng ta sẽ quay qua phải, qua trái, đằng trên, đằng dưới, hoặc đi qua hàng ghế khác cũng được. Bắt tay chúc nhau Giáng sinh, Chúa ở cùng bạn Emmanuel. Dạ, xin kính mời. Cảm ơn Chúa. Chúa là Emmanuel, là đấng ở cùng chúng ta. Trong thời giờ này chúng ta cũng sẽ dành thời giờ để chúng ta dâng buổi nhóm chúng ta vào tối hôm nay trong tay của Chúa, và xin Chúa là đấng ngự giữ chúng ta hiện diện ở nơi đây, chúc phước cho thời giờ của chúng ta nhóm lại với nhau. Con xin kính mời mục sư Nguyễn Quốc Dũng sẽ lên đây để cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, đến đây yêu thương chúng con, và Ngài đã từ trời đến thế gian này để làm người trong thân phận rất là thấp hèn, đơn sơ ở tại chuồng chiên máng cỏ. Nhưng bởi ơn thương xót của Ngài, sự cứu rỗi của Ngài đã dành cho nhân loại thật là lớn lao. Chúng con được tha tội, chúng con được sự cứu rỗi, chúng con ở trong danh của Chúa Giêsu Christ, chúng con trở nên những con người mới, được thoát khỏi bóng tối tăm của những điều tội lỗi xấu xa. Và chính Ngài là đấng hòa giải, hòa giải cho tất cả nhân loại và cho chúng con ngày hôm nay nữa. Xin Chúa Ngài hiện diện nơi đây, và Ngài chúc phước trên hội thánh này, chúc phước trên tất cả các ban hát, tất cả những lời giảng dạy của tôi tớ của Chúa và tất cả tấm lòng của chúng con, để rồi ai nấy trong chúng con đều sẽ nhận được ơn thương xót của Ngài và cảm thấy thật vui mừng vì cớ chúng con đón mùa Giáng sinh với ý nghĩa thật quá trọn vẹn. Chúng con cầu xin Chúa Ngài ban cho tất cả chúng con được đầy ơn và đầy năng quyền của Chúa, để chúng con hầu việc và phục vụ Ngài, làm sáng danh Ngài, tôn cao danh của Chúa trong mùa Giáng sinh này. Xin Chúa Ngài ban ơn cho những thân hữu chúng con tối hôm nay có dịp tiện đến đây để thờ phụng Chúa nữa, thì mọi người sẽ nhận biết được rõ ràng và trở về nhà với một tinh thần là muốn nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống của mình. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Xin Cha Ngài hiện diện và chúc phước cho toàn thể chúng con. Trong danh của Chúa Jesus Christ chúng con cầu nguyện. Amen. Khi nhịp bước thời gian tiến dần đến tháng 12 dương lịch, cũng là lúc mùa Giáng sinh về, mọi người lại nô nức trang hoàng nhà cửa bằng cây thông Noel với ánh đèn màu lấp lánh hòa trong âm thanh rộn ràng của tiếng nhạc. Ở một nơi nào đó, người ta vẫn thỏa vui trong không gian của yến tiệc. Còn trẻ nhỏ đắm mình trong giấc mơ cổ tích với ông già tuyết bên giỏ quà đầy ắp của mình dành tặng các em.
Từ bao giờ, người ta vẫn đón nhận niềm vui của ngày lễ Giáng sinh trong vô thức. Mà ít ai biết rằng, đằng sau những hình ảnh đầy hào nhoáng và lung linh ấy là một câu chuyện làm nên ý nghĩa thực sự của dịp lễ này. Ấy là cách đây hơn 2.000 năm, có một hài nhi đã được sinh ra. Tên của Ngài là Giê-xu. Sự Giáng sinh của Ngài đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho nhân loại. Kinh Thánh cho biết rằng, ngay từ buổi sáng thế, tổ tiên của loài người là Adam và Eva đã phạm tội cùng Đức Chúa Trời nên phải chịu hình phạt. Kể từ đó, tội lỗi như bóng đen bao trùm lên đời sống con người. Từ khi sinh ra, chúng ta đã hoài thai trong tội lỗi. Lớn lên, lòng người lại đầy rẫy sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, ghen ghét, chẳng tin kính, kiêu ngạo. Bởi sống trong sự bao phủ của tội lỗi mà con người bị xa cách với Thiên Chúa. Đó là nguyên nhân của mọi đau khổ trong đời sống con người, cuối cùng dẫn đến sự chết về thể xác cùng sự hư mất cả phần hồn lẫn phần linh trong hồ lửa đời đời. Nhưng Đức Chúa Trời giàu tình yêu và lòng thương xót, không muốn con người phải chịu hình phạt đời đời của tội lỗi, nên đã hứa ban một đấng giải cứu. Nhiều năm sau, Đức Chúa Trời đã làm thành lời hứa của Ngài có một người nữ đồng trinh tên là Mary. Nàng chưa cưới chồng, nhưng đã được hứa gả cho một người nam tên là Joseph. Thiên sứ nói với nàng, hỡi Mary đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Này, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Giê-xu. Biết Mary mang thai, Joseph định sẽ âm thầm từ hôn, nhưng thiên sứ đã báo cho ông trong một giấc chiêm bao. Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một con trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Khi thức dậy, Joseph làm y như lời thiên sứ của Chúa phán dặn. Cho đến thời điểm Chúa Giê-xu chuẩn bị được sinh ra, cũng là khi đất nước có lệnh kiểm tra dân số. Vì vậy, Mary và Joseph lên đường về Bethlehem. Nhiều người khác cũng cùng đi đến đó. Hai người đến nơi thì tìm chỗ để nghỉ lại, nhưng thành Bethlehem đã quá đông người nên rất khó để tìm được một chỗ trọ. Mary và Joseph sau khi tìm kiếm khắp nơi để dừng chân nhưng không còn phòng nào, cuối cùng họ tìm thấy một chuồng chiên và nghỉ lại. Đang khi ấy thì ngày sinh nở của Mary cũng đã đến. Chúa Giê-xu đã được sinh ra ngay trong đêm tại đó. Mary bọc hài nhi trong một túi vải và đặt nằm trong báng cỏ. Vậy, Chúa Giê-xu đã đến thế gian trong thân xác của một con người nơi báng cỏ chuồng chiên nghèo hèn, bởi vì Ngài yêu thương nhân loại lầm than. Đó là lý do mà ngày nay người ta vẫn gọi Giáng sinh là Noel, một từ viết tắt của từ gốc Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Vậy là đã hơn 2.000 năm trôi qua kể từ ngày Giáng sinh đầu tiên ấy, nhưng trong tấm lòng của những người đặt niềm tin nơi Chúa vẫn vẹn nguyên những cảm xúc vui mừng xen lẫn lòng biết ơn khi nghĩ về ngày cứu Chúa ra đời trong thân xác của một con người. Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Dịp kỷ niệm này nhắc nhở chúng ta về sự kiện một nguồn sáng lớn đã đến thế gian giữa trần gian tăm tối. Mỗi chúng ta chính là đối tượng được nhận lãnh món quà là Chúa cứu thế Giê-xu được ban cho loài người hơn 2.000 năm về trước. Ước mong cho mùa Giáng sinh này sẽ có nhiều người mở lòng tin nhận Chúa Giê-xu để được giải phóng khỏi tội lỗi, được tha thứ và trở về làm con yêu dấu của Ngài. Câu chuyện Chúa Giê-xu Giáng sinh là một câu chuyện độc nhất ở trong lịch sử của nhân loại. Tôi nghĩ có nhiều người làm ba làm mẹ ở đây. Thường chúng ta chỉ có thể báo tin về cái việc con mình sắp ra đời sau khi chúng ta biết mình mang thai, đúng không ạ? Chúng ta có thể báo trước là bây giờ tôi đang có thai tuần thứ 4, tuần thứ 5 hay tuần thứ 7, thứ 10, và trong khoảng 8 tháng nữa, 7 tháng nữa hay là 9 tháng nữa con tôi sẽ ra đời. Duy nhất trong lịch sử nhân loại có một người mà sự Giáng sinh hay sự ra đời của người đó đã được báo trước. Và trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh thì tiên tri Ê-sai đã báo tin là Ngài sẽ được sanh ra bởi một nữ đồng trinh và sẽ được đặt tên là Emmanuel. Còn tiên tri Mi-dê là một vị tiên tri khác nữa thì lại báo tin rằng cái nơi Ngài sẽ sanh ra đó là ở Bethlehem.
Vài trăm năm sau đó, tất cả những lời tiên tri, những lời báo trước về sự ra đời của Chúa Giê-xu đều được ứng nghiệm. Và xin mời Hội Thánh cùng lắng nghe lời của Chúa ký thuật lại câu chuyện Chúa Giê-xu Giáng sinh trong Ma-thi-ơ đoạn 1 từ câu 18 đến câu 25. Và sự Giáng sanh của Đức Chúa Giê-xu Christ đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ Ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn toan đem để nhẹm. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, người chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã phán dặn, mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sanh một trai, thì đặt tên là Giê-xu. Thì giờ tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau hòa lòng để ngợi khen Chúa trong thời giờ này. Xin mời Hội Thánh đồng đứng lên. Bài hát đầu tiên tôi tin chắc là tất cả mọi người trong chúng ta đều có thể hát được bài hát này. Đây là một bài rất là quen thuộc ha. Chúng ta có thể nghe ở khắp mọi nơi. Khi chúng ta hát lời Việt của bài hát này, chúng ta sẽ chúc nhau như là một cái câu chúc nhau, một cái Giáng sinh ở trong hòa bình, ơn lành và phước hạnh. Mừng anh.
siêu Giáng sinh, Thiên Sứ hiện ra với những người chăn chiên ở trên một cánh đồng. Và đêm đó Thiên Sứ đã báo cho họ một tin rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Thập Chúa Giêsu đến đem cho chúng ta một tin lành, một sự vui mừng, bình an cho cả loài người.
Kính thưa Hội Thánh cùng tất cả, đặc biệt là các anh chị, các cô chú, những người mà đã nhận lời mời của một sư sĩ hay là các anh chị em khác trong Hội Thánh để đến đây tham dự chương trình buổi tối hôm nay. Thì giờ này thì xin có vài lời để làm chứng lại những gì mà Chúa đã làm trên cuộc đời của Thi. Năm 1995, lúc đó Thi là một thiếu niên. Thường thì đi học đi bộ từ nhà đến trường khoảng một cây số. Thì lúc đó có một ngày khi bắt đầu đi và thấy mệt, đi xa không được nữa và dừng lại thở, giống như là rất là mất sức và không có đủ, cảm thấy khó thở. Thì đi về nhà, khi Thi nói với mẹ thì mẹ lúc đó quê là ở Hồng Ngự, Đồng Tháp, mẹ đưa từ quê đi lên Sài Gòn để khám bệnh. Bác sĩ nghe nói thì bác sĩ chẩn đoán cho chắc là bị tim mạch, những đứa mà khó thở hay mệt thì chắc là tim mạch, thế là đưa vô trong khoa tim mạch. Bác sĩ khám xong thì bảo là bị hở van hai lá, hở van ba lá, phải phẫu thuật. Nhưng mà khi đưa vào trong bệnh viện để chuẩn bị phẫu thuật thì cái bác sĩ đã thấy những cái triệu chứng của Thi nó rất là lạ. Ví dụ như là mạch tai bắt không được, bắt xuống mạch chân cũng không được. Không biết ở đây có ai thấy đo huyết áp mà đo huyết áp với chân chưa? Đó là tại vì đo bắt mạch tai và đo huyết áp quá khó. Thế là đo huyết áp tai bên này với tai bên này là khác nhau. Đo huyết áp chân bên này với chân bên này là khác nhau. Cộng với nhiều triệu chứng khác nữa thì bác sĩ nói là Thi không phải là bị hở van tim, tim không có vấn đề. Mà cái vấn đề đó là cái động mạch chủ nó bị hẹp. Nó cái bệnh nó gọi là Takayasu. Thì cái động mạch chủ nó trở nên rất là hẹp và nó không có đủ máu di chuyển cho lên não cũng như là cả cơ thể. Và thời năm 95 ở Việt Nam mình thì bác sĩ bảo rằng duy nhất chỉ có thể chữa được là đến Chợ Rẫy. Và ở bệnh viện Chợ Rẫy người ta có một cách thôi, là người ta sẽ phẫu thuật cắt bỏ những cái động mạch nào hẹp để thay thế bằng những động mạch nhân tạo để nó có thể lưu chuyển máu cho cả cơ thể. Và để làm phẫu thuật như vậy thì cần tiêm một cái chất, cái chai, cái chất cản quang vào cơ thể của mình để chụp x-quang thấy hết mạch máu bên trong rồi mới phẫu thuật. Bác sĩ nói với ba mẹ Thi là khoảng 1 triệu người thì có 1 hoặc 2 người bệnh này. Và khi mà chụp cản quang á, thì khoảng hơn 5.000 người mới có một người sốc thuốc. Sốc thuốc á, nó có thể có rất là nhiều cái biến chứng khác nhau, nhưng mà nặng nhất là có thể chết. Thì ngày 21 tháng 2 năm 1995, Thi được đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy để chụp cái cản quang đó, để chuẩn bị phẫu thuật. Khi đưa vào phòng chụp cản quang, Thi nói chuyện rất là bình thường với bác sĩ, với y tá, rất là bình thường. Nhưng đến khi người ta tiêm cái cản quang đó vào, thì Thi là một đứa bị hiếm lắm với vị cái Takayasu và là cái case sốc với cái chất cản quang đó. Cho nên lúc đó Thi ngay lập tức bị ngừng tim, tim ngừng đập. Bác sĩ cố gắng cấp cứu trong gần nửa tiếng, không có thấy khả quan. Lúc đó mới gọi ba mẹ ở ngoài vào để báo cho biết là con anh chị bị ngừng tim. Khi ba mẹ bước vào cái phòng đó, ba mẹ thấy Thi nằm ở trên một cái băng ca, người đã tím tái và các hột đỏ bắt đầu nổi trên mặt, trên người. Và vì ba mẹ đã phải ký giấy tờ trước hết nên ba mẹ biết tình huống xấu nhất đã xảy ra. Và ba mẹ chỉ quỳ xuống và bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Bác sĩ đưa vào trong phòng săn sóc đặc biệt và sốc tim Thi với một cái máy trợ thở. Và cái máy đó nó kích điện lên thì tim Thi đập. Cái máy đó ngừng tắt lại thì tim Thi ngừng. Bác sĩ nói với ba mẹ là tim Thi sẽ chịu được cái máy đó trong 12 tiếng đồng hồ. Nếu sau 12 tiếng mà bác sĩ tắt cái máy đó mà tim không tự đập lại á, thì chỉ có cách đưa về nhà. Thì ba mẹ Thi lúc đó có công ăn việc làm riêng hết. Ba mẹ Thi bắt đầu kiêng ăn, cầu nguyện và có một cái kết ước với Chúa. Đó là Chúa ơi, nếu mà Chúa cứu con nó sống lại, thì con và gia đình con sẽ bỏ hết tất cả mọi sự để đi nói về Chúa cho người khác và dâng con của con cho Chúa. Sau 12 tiếng bác sĩ tắt máy. Đối với Thánh chuyện gì xảy ra? Thấy Thi đang đứng ở đây nghĩa là chắc là tim nó lại không có. Sau 12 tiếng bác sĩ tắt cái máy đó, cái tim nó tắt theo, nó không đập được. Thế là bác sĩ cho y tá đến để yên ủi, tư vấn và chuẩn bị tâm lý cho ba mẹ là anh chị phải cố gắng để đối diện với sự thật là con anh chị không còn. Ba mẹ thì kiên quyết không có đồng ý, bác sĩ thì khuyên đem xác về. Ba mẹ thì nói là xin bác sĩ tiếp tục dùng cái máy trợ thở đó và chúng tôi tiếp tục cầu nguyện với Chúa, xin Chúa làm phép lạ. Sau vài tiếng bác sĩ tắt máy thì tim ngừng, sau vài tiếng bác sĩ tắt máy thì tim ngừng, bác sĩ mở máy lên thì tim đập lại. Không ai trong bệnh viện, cho dù y tá hay bác sĩ tin là tim thì có thể đập lại, người ta chỉ cho ba mẹ thì thêm thời gian để chấp nhận sự thật để đem đi về thôi.
Khoảng sau 19 tiếng thì bác sĩ tắt cái máy đó, bác sĩ không thấy tim đi đập lại nhưng thấy nó nhúc nhích, nó có dấu hiệu chuyển động. Thì mẹ Thi mới cầu nguyện với Chúa là: Chúa ơi, nếu Chúa đã cho cái tim nó chuyển động được thì con cầu xin Chúa cho tim nó đập lại được, để bác sĩ biết được là Chúa là Đức Chúa Trời và không có việc gì là không thể đối với Chúa hết. Và họ hàng bên nội thì lúc đó không ai tin Chúa hết. Và lúc đó mọi người đang cười ba mẹ và cũng giận ba mẹ là tại sao có một đứa con có ba đứa con mà tại sao con của mình có một đứa chết mà không biết về nhà dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị tang lễ, thậm chí chú ruột của Thi đã chuẩn bị nhà cho tang lễ dọn dẹp lại. Thì ba gọi về và ba nói ngừng, không có làm gì hết. Thì sau 19 tiếng chú cho tim nhúng nhích và khoảng 3 tiếng sau nữa chú cho tim Thi đập lại một cách bình thường. Một hai ngày sau Thi bắt đầu ăn uống nói chuyện, tất cả mọi sự đều bình thường. Bác sĩ quan sát ở trong phòng chăm sóc đặc biệt 8 ngày, chuyển qua một cái phòng bình thường khác 8 ngày nữa để theo dõi. Khi bác sĩ thấy mọi sự nó trở nên bình thường thì bác sĩ mới nói với ba mẹ Thi là động mạch của con anh chị ở phía bên đây nó gần bị tắc, nó gần tắc rồi. Ở bên đây thì hẹp hơn một nửa, cho nên chắc chắn là máu không đủ để nuôi cơ thể nó, và tôi ước tính maximum nó có thể sống nữa là 2 năm. Và thưa Hồi Thanh, lúc đó là năm 1995, họ báo với ba mẹ là còn 2 năm nữa để Thi sống, có nghĩa là nhiều nhất là năm 1997 thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời có thật. Và phép lạ của Chúa ghi không phải chỉ phép lạ mà Chúa làm không phải chỉ ở trong Kinh Thánh thôi. Vì Đức Chúa Trời mình là đấng sống và Chúa vẫn còn tiếp tục làm phép lạ mỗi ngày khi chúng ta đặt niềm tin ở nơi Chúa. Và vì vậy ba mẹ Thi đã đặt niềm tin ở nơi Chúa. Thật sự bây giờ khi Thi có một đứa con gái, Thi hiểu được cái tình yêu của người mẹ dành cho con. Nhưng cái đức tin của ba mẹ Thi vẫn khiến Thi đến bây giờ phải biết ơn Chúa. Vì thật sự sau 12 tiếng nếu ba mẹ Thi đồng ý đem Thi về nhà, không ai có thể trách được hết á. Nhưng mà lúc đó ba mẹ Thi vẫn chọn đặt tin ở nơi Chúa để được cơ hội nhìn thấy phép lạ của Chúa làm ở trên cuộc đời của mình. Thì rất là ước mong đặc biệt với những anh chị, những cô chú là những người bạn được mời tới buổi tối hôm nay có thể một lần được kinh nghiệm quyền năng của đấng sống đó, và của đấng có thể biến những việc không thể thành có thể đó ở trên cuộc đời của mình, và kinh nghiệm được sự sống, sự vui mừng, sự bình an, và đặc biệt là sự sống đời đời mà Chúa sẽ ban ở trong cuộc đời của mình. Xin cảm ơn Thầy. Yêu Jesus đã đến với tâm hồn con, làm đổi mới tâm linh phù cảnh. Chúa Jesus là nguồn nước sống, tình yêu Chúa như dòng suối mát ngọt ngào. Ngày xưa con sống trong chốn tối tăm vực sâu, và ngày đêm đêm con trở về nơi xa mà đời con khô héo. Ngày ba mưa phước ân tuôn tràn, Giêsu đã đến để cứu chính anh và tôi. Giêsu đã đến với thế gian lầm than. Từ nơi tâm tôi ánh sáng tình yêu Chúa đến trên hai đôi lối con người. Hello, tôi xin phỏng vấn một sự là một mình và bài câu hỏi. Trước khi ông chia sẻ lời của Chúa, tôi biết ông là cụ trung quý thông viên, và khi mà sang Mỹ thì ông học cái bằng social worker, rồi ông học thêm mấy cái ngành nữa. Nhưng mà tại sao mục sư năm nay 80 tuổi rồi vẫn đi chỗ này chỗ kia giảng, và Chúa cho cũng có tinh thần rất là minh mẫn,
Mục sư xin cho khán giả biết. Chúa bà cho đưa dấu tôi đã viết được hai quyển sách bằng Anh ngữ. Cái quyển đầu tiên là God's Miracles đang bán trên Amazon. Để kể lại những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm cho cuộc đời của tôi. Và cái quyển sách đó hiện nay được đưa vào Hollywood để xem một coi họ chọn để mà những cái cơ đốc nhân đó, 22.000 cơ đốc nhân Hoa Kỳ đã gửi thư yêu cầu phải đưa quyển sách của mục sư Lâm Văn Minh lên trên mạng và đồng thời sẽ có thể trình chiếu trên phim ảnh. Thì bây giờ chúng tôi đang thương lượng với họ. Các bạn xem cái quyển đó nó kể lại 10 phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm cho tôi. Và phép lạ lớn nhất đó là cái cuộc vượt biển. Tôi ở tù cải tạo mấy năm trường ra thì gia đình hết sức là nghèo nàn. Và con gái của tôi phải đi ở nợ. Con gái lớn nhất đó, hồi đó nó 16 tuổi, năm nay nó 56 tuổi rồi. Và mấy đứa con bỏ học hết đó, chúng tôi phải về một cái làng. Và tôi hồi nào tới giờ tay cầm phấn cầm viết. Tôi dạy trung học tại Sóc Trăng. Các bạn cho bây giờ thì lại cầm cài cầm cuốc. Cho nên là không nổi. Mỗi ngày bạn cho tôi đi hái bông điên điển, bông su đũa, lặt rau ở ngoài đồng ruộng đem về cho con nó ăn mà chỉ chấm với nước tương. Tôi đã đi giảng nhiều nơi trên thế giới. Bạn cho tôi không có hổ thẹn mà nói rằng tôi rất thèm chết. Bởi vì có thấy giờ con khổ sở quá cho nên lúc bây giờ thì con cái mới đề nghị. Nhà tôi nói anh là tại làm sao mà mình nghèo quá mà muốn đi Mỹ đi không được. Tại vì đâu có các bạn nào đâu. Hồi đó năm 1980 muốn đi chui đó thì phải có 2 cây. Tôi cũng có 2 cây vậy mà cái số đũa trước nhà. Các bạn theo như dấu khổ quá cho đến cái độ mà tôi không còn sợ chết nữa. Thì lúc bây giờ gia đình mới đề nghị cầu nguyện thì mỗi đêm á chúng tôi lấy cái số điện thoại gọi cho Đức Chúa Trời. Có lẽ các bạn theo biết số điện thoại đó rồi, 333, tức là Jeremy 33 câu 3. Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho con biết những việc lớn và khó, những việc mà con chưa từng biết. Cứ đọc mỗi đêm, không cần mở kinh thánh mà cứ đọc câu đó, đọc đi, đọc lại. Mấy đứa nhỏ riết nó còn thuộc luôn. Thì cầu nguyện Chúa ơi, xin Chúa cho con đi Mỹ. Còn ở ngoài bạn chứ mà đi Mỹ mà trong khi trong túi không có một đồng xu nào mà đi, gọi là phọc rồi. Thì khoảng chừng 1 tháng sau khi lời cầu nguyện đó thì 3 đứa học trò gái của tôi dạy nó lớp 12 của trường trung học Trần Giang. Và bây giờ nó ra nó làm giáo viên cấp 2, nó đi tốt nghiệp đại học sư phạm. Là tôi đi kiếm tôi. Quý bạn sẽ biết khi nó kiếm tôi đó, thì tới giờ nó gặp tôi trong cái làng Trà Cuông gần Phú Lộc. Ai mà đi từ Sài Gòn về Cà Mau đó thì sẽ thấy cái Phú Lộc nó gần Trà Cuông, người Khơ Me không ạ. Và ông bạn xem nó nói thầy ơi, thầy đi không? Tôi hỏi đi đâu? Nó đi Mỹ á. Tôi đang coi cái nhà. Tôi đọc bạn xem nghe cái bài Hàng Nho Phong Dị Phú của Nguyễn Công Trứ. Chém chà cái khó, chém chà cái khó, khôn khéo mấy ai xấu xa một nó, lục cực bày hàng sáu rành rành, kinh quân chẳng sai. Dạng tội lấy làm đầu ấy ấy ngàn ngôn hẳn có. Kìa ai bốn vách tường mo ba gian nhà cỏ, đầu kèo mọt tạp dễ sao, trước cửa nhận văn bằng gió. Thanh trúc ngăn nửa bếp nửa buồn, ống nứa đựng đầu kê đầu đổ. Đầu giường tre mối dũi quanh co, gốc tường đất trùng lên lối nhố. Bóng nắng dọi trứng gà bên vách, thằng bé tri tô hạt mưa soi hang trụ trong nhà, con mèo ngắp ngó. Trong củi lạnh nằm gặm máng đói chẳng muốn kêu, đầu giường chuột lóc khua niêu buồn thôi lại bỏ. Ngày 3 bữa dỗ vụn ra bình bình, người quân tử ăn chẳng cần no, đêm 5 canh ăn giấc ngáy kho kho, đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ. Nghèo đến đói vậy đó thì làm sao mà đi Mỹ. Các bạn chắc đi giấu cho nó gì chỗ đó mà chúng tôi cầu nguyện hết, cầu nguyện quá xa thì có mấy đứa nó nói giờ thầy, tôi em đưa cho thầy tiền rồi thầy đi kiếm, thầy mua thêm chiếc ghe, rồi tháng 3 bà già đi biển. Quý bạn cho biết đứa tôi, nó đưa tôi bao nhiêu không? 1,5 triệu. Mà nhà năm 1980, một lượng là 2,5 triệu. Tức là một đứa đi 2 chỉ. Trong khi người ta một đứa đi là 2 cây, thì nó đưa đi 2 chỉ à. Tức là nó nghĩ rằng thầy này là dạy tiếng Anh nè. Thành ra thấy thế nào cũng đi Mỹ là cho nên mình đi ké. Có đâu gọi là nghèo bắt heo. Quý bạn cho biết, quý bạn cho biết tôi nhận không? Tôi đố bạn cho em đó. Tôi nhận liền ha. Quý
nhưng mà anh xem 1,5 triệu nó nói cho 3 người đi cho thầy là được, 4 người, 5 người cũng được nữa. Nhưng mà anh xem tới chừng khi nó ra khỏi nhà tôi lấy cái tre tôi gài cửa, tự nhiên nhà nó có gì quý giá nó sợ. Đêm đó mà anh xem, tôi nói mà anh xem nghe câu này là người Việt Nam chúng ta có câu là bần cung thì gì ha, sanh đỏ tạc. Khi tôi lấy 1,5 triệu nhà tôi nói anh à, anh sao giống lấy tiền học trò. Tôi nói ngày mai cho nó ăn một bữa cho đã ra. Tại nghèo quá mà nó ăn toàn là hồn dịch, toàn nước tương thôi. Bây giờ cho con ăn một bữa đã đi. Mà thấy không có thì mình cũng giật hả. Mà nó sao nổ tạ gì. Tôi nói bằng cùng sách đậu tạc mà. Nhưng mà anh xem và cái đêm đó tôi cầm 1,5 triệu tôi quỳ gối tôi đưa tay lên trời. Chú ơi đây là cái dấu hiệu mà ông tiên tri Eli thấy cái đám mây bằng bàn tay trên trời. Thì sau đó có một trận mưa lớn. Con cho rằng 1,5 triệu này là cái dấu hiệu của đám mây bằng bàn tay đó. Xin Chúa cho con tìm thêm. Không ngờ trong 1 tháng tôi có trên 20 triệu Việt Nam. Hay không? Mà cho thấy hay không? Hay không vỗ tay? Tôi muốn bạn xem dấu tôi đi vô trong nhà thờ, tôi đi tìm mấy anh em mà sĩ quan đó. Còn ở tù chung tôi nói là giờ đi vậy thì người đưa tôi 1 cây, tôi cũng lấy 2 cây, tôi cũng lấy mình 5 triệu 3 triệu đó. Thì đi 47 người của anh xem, 10 đứa con nít nhỏ nhất 20 tháng, 13 người đàn bà mà tôi lựa toàn là đẹp không à nha. Cái bạn xem trong đó có nhà tôi nữa. Cái bạn xem thấy là 13 người đàn bà con gái và 24 người đàn ông trai, tôi là lớn tuổi nhất là 41 tuổi. Tôi làm boat leader tức là làm chủ ghe. Tôi có đem chiếc ghe đi lên Bạc Liêu mà trên chiếc ghe là ghe trên đường chở lúa. Nó lắc trộn dịch thế nào. Hai em với anh xem tôi lên tôi đóng sửa chiếc ghe tại bến đá ở Bạc Liêu á. Bạn xem tôi đóng 2 cái đe nước 2 bên để nó giữ cái thăng bằng. Và đồng thời cái mũi nước tôi đóng cái mũi nhọn giả. Tôi mua cái máy cài của Motan N200 để làm thủy động cơ. Quý bạn xem mấy sửa 2-3 tháng ở trên khôi là tôi quỳ gối đêm nào tôi cũng đưa tay lên trời tôi cầu nguyện. 2-3 giờ sáng tôi không biết. Chú ơi, chiếc ghe này đi biển không nổi đâu. Mà bây giờ con điều được Chúa. Đây là hy vọng duy nhất của con à. Chú ơi, xin Chúa làm ơn cho cái đêm chuyển người 47 người không có bị bắt. Đi 6-7 chiếc ghe thăng bản nhỏ trong chợ đông bị bắt. Thứ hai đó, Chúa mưa cho con. Quý bạn sẽ biết tại sao tôi còn miệng mưa không? Mưa đó, chỉ cái làn mưa nó che chiếc ghe. Tiếng mưa là 2 tiếng máy. Thứ ba đó, mưa thì cán bộ là biến ở nhà bớt đi thuần. Quý bạn sẽ thấy cái đó là còn nghĩa nha. Và Chúa ơi, chiếc ghe này trên sông còn chìm nữa mà. Mà đi biển sao chịu nổi. Chúa ơi, khi con ra khỏi bờ biển Việt Nam, Chúa là con chuẩn bị một chiếc tàu với con. Và Chúa ơi, đừng có cho tàu Canada. Và tàu Mỹ nha Chúa. Quý bạn cho em xảy ra ý hình. 47 người, nghĩa là 6-7 chiếc tàu bản đem lên, rồi nó bây giờ đêm. Quý bạn cho em ngày 3 tháng 10, 1980, khi chiếc ghe bắt đầu đi từ sông nhỏ ra sông lớn và 5 tiếng đồng hồ, 2 trạm thí dụ, 2 nông trường, công an biên phòng, hải sản, góc đồ. Mà nói thật bạn, em không khi nào mà mưa mà 5 tiếng đồng hồ chiếc ghe đi tới luôn là mưa tới đó. Quý bạn em ra tới bờ biển rồi, sống nhấp nhô rồi á, thì tôi thấy là thoát rồi. Thì tôi quỳ gối trên ghe, tôi nói Chúa ơi con cầu nguyện cái gì Chúa nghe con anh ấy. Vì con biết con là con cưng của Chúa mà. Tại Chúa xin Ngài chuẩn bị chiếc tàu Mỹ cho con. Bạn xem khi tôi rời khỏi bờ biển Việt Nam là 7 giờ tối ngày 3 Tây, 5 giờ chiều ngày 5 Tây, chưa đầy 48 tiếng tàu Mỹ ngừng nhất. Hay không? Vỗ tay. Bạn xem cái tàu Mỹ tôi lên trên chiếc tàu rồi. Tất cả nằm đây này, y hệt như cái này là gọi là Keystone, tức là buồm lái đó. Thì tất cả nằm ở dưới đất thì là nằm bên trên đấy đó rồi ngủ á, mà họ mệt quá mà. Thì 2 người thủy thủ đứng á để mà canh, vừa canh biển mà vừa canh mấy người mới lên. Tôi mới quỳ gối mà anh chan tôi mới khèo nhà tôi. Nhà tôi đứng khèo cái gì đây, tụi nó làm khèo cái gì. Tụi nó mình nào không phải khèo vụ đó. Khèo để cầu nguyện mình mà, đi cầu nguyện thì tôi quỳ. Nhưng mà anh chan với bà nhà tôi quỳ, tôi chắp tay nè. Giê-xu ơi, nước mắt tôi nó tuôn ra. Con tưởng là 47 người giống như Lazarus trong mộ 4 ngày 4 đêm ở tại hồ Thái Bình Dương này.
Bây giờ con đã an toàn trên tàu, mà tàu Mỹ tức là sẽ đi Mỹ. Lạy Chúa, kể từ nay Lâm Văn Minh không thuộc quyền của con nữa, hoàn toàn nằm trong tay Chúa. Khi tới Mỹ rồi, rồi Chúa sai con đi đâu con đi, làm gì con làm, ngay cả chỗ nguy hiểm mà chết chóc đó con không khi nào con sợ. Con sẽ dâng lời phục vụ Chúa cho đến cái hơi tàn của con, cho đến khi nào con tắt thở, con không lên tòa giảng được, không nói được đó, thì bây giờ con mới ngừng giảng. Cho nên bạn cho em thấy tôi qua tới Mỹ năm 1981 thì 82 tôi làm mục sư tới bây giờ. Ba đứa con của tôi đó, lúc này nó đâu ba, ba già rồi ba, mẹ con chết rồi. Bây giờ ở đây mỗi đứa con gái nó đều kêu về nó ở rồi nó chăm sóc nó nuôi. Tụi nó ba sẽ không chết trong nhà mấy đứa con. Vậy ba chết ở đâu? Ba chết trong nhà tín đồ. Tại vì mỗi khi ba đi tới đâu ba giảng, ba ngủ nhà tín đồ đó, thì nếu ba có tắt thở đó, mấy con một đứa lại rồi đem vô trong nhà hoàng sát cho nó rôn đó, thiêu, rồi lấy cái tro đó. Thấy không? Mấy con mới rải trên biển, trên sông, trên độ chỗ nào cũng được á. Mấy con đừng có lo được mùa, bởi vì ba lên trở rồi, ba gặp mẹ con rồi. Nhà tôi hiện nay đang thẩm thơi trên thiên đàng. Lâu lâu ba mắt tôi lên, ở đó anh nằm lên trên này để anh xoàn không anh ơi. Các bạn xem gì lý do đó mà vì khi tôi qua bên Mỹ đó, các bạn xem tôi đã làm, tôi đã đậu được cái ngành gọi là worker để mà cấp welfare check đó. Tại vì tôi biết tiếng Anh Việt Nam, tôi đã từng du học tại Mỹ 1966, 1967, 1968. Tôi là giáo sư Anh Văn cho quân đội, trong trường sinh quân đội tại Sài Gòn nằm trong Tổng tham mưu. Tôi về tôi dạy cấp 3 Anh Văn cho học trò tôi. Thật ra khi tôi qua Mỹ là tôi nói cái gì cũng đưa trơn á. Các bạn xem biết không, thật ra tôi có thể tôi làm ra tiền nhiều hơn một đồng sư. Nhưng mà tôi nói nếu như vậy thì mình phản lại cái lời hứa. Quý bạn cho em, tôi không thể nào mà an toàn được dù tôi có tiền, có nhà, có xe. Bây giờ tôi không có nhà, không có xe, tôi bạn cho em. Tôi đi đâu là tính đồ, tôi nuôi tôi hả? Ông rài bà một sư sĩ nuôi tôi nè. Bạn cho em thấy với cô Điều đó, tức là vợ con Long đó. Cho nên vì lý do để trả lời một sư đó. Ở đây còn thì vợ nữa không? Tôi nói tới sáng. Rồi, hỏi vô đâu. Dạ, cảm ơn mục sư. Chúng tôi hy vọng rằng mục sư sẽ là người cố vấn cho chúng tôi trong sự mở mang công việc hội thánh ở đây. Tại vì ông đã thành lập 5 cái hội thánh ở tại Hoa Kỳ. Và mục sư, tôi rất là cảm phục khi mà ông tuổi già gì mà đi về Việt Nam cứ đi giảng đạo. Nên tôi liên lạc với mục sư liền. Tôi nói mục sư sang đi giảng Giáng sinh và cảm ơn mục sư đã nhận lời và hy vọng là trong tương lai mục sư sẽ huấn luyện cho những cặp gia đình, nhất là mục sư lấy cái bằng tiến sĩ về gia đình, hiểu tâm lý và có thể dạy dỗ anh chị em sống một gia đình hạnh phúc. Cầu xin Chúa chúc phước trên ông mục sư và mục sư hôm nay sẽ giảng cái bài là Đấng Hòa Giải ở trong Corinto nhì đoạn 5:19 và xin Chúa chúc phước trong thời giờ chúng ta có được với mục sư Lâm Văn Minh. Ông giảng bằng tất cả cái tấm lòng của ông đối với chúng và thân hữu. Xin Chúa chúc phước trên thời giờ này. Ladies and gentlemen, my brothers and sisters in Christ, I am so sorry that I cannot speak two languages at the same time. So I think that maybe someone who sits beside you can translate for me. And my sermon title is Jesus Christ the Reconciler. Basing on the 2 Corinthians chapter 5 verses 19 and 20. Thank you. God bless you. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa cho con tới Edmonton này hôm nay trong mùa đông lạnh lẽo. Con cảm ơn Chúa, con mới vừa làm chứng một cách sơ lược tại sao con phục vụ Chúa tại Hoa Kỳ 36 vòng này hôm nay. Và bây giờ trong cái lúc cao tuổi rồi, con không có nại vất vả, con đi phi cơ, con ở những cái chỗ lạnh lẽo như thế tinh tinh này. Cảm ơn Chúa Ngài đã còn dùng con, và con ước ao gì Chúa còn tiếp tục cho con bước nữa, con hầu việc Chúa nữa cho đến ngày nào con trút hơi tàn, con về gặp nhà con trên thiên quốc. Chúa cùng con trong khi chia sẻ lời bàn học của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, con vinh danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, Vua Lê Thánh Tông có một lần ra khỏi hoàng cung
đi tới cái vùng Nam Xương ở miền Trung dọc theo Hoàng Giang để ông xem sự tình của người Việt Nam chúng ta sống ra sao. Lê Thánh Tông là một nhà vua rất là nhân từ và là một thi sĩ. Đó Hoàng Giang, khi ông đi tới dọc Hoàng Giang, ông thấy có một ngôi miếu nhỏ và người ta viết mấy chữ nhỏ là miếu vợ chàng Trương. Thì vua Lê Thánh Tông mới hỏi người ta cái lý do gì mà có cái miếu nhỏ này ở cạnh. Thì một số người đã hiểu rõ câu chuyện thật sự nó mới kể lại cho ông nghe. Sau khi nhà vua đã nghe được qua câu chuyện rồi thì nhà vua làm một bài thơ là miếu vợ chàng Trương. Miếu úp đầu gần tỏa khói hương, miếu ai như miếu vợ chàng Trương, ngọn đèn dầu tắt đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. Chứng quả có đôi vần nhật nguyệt, giải quan chăn lọ mấy nàng tràng, qua đây mới biết cuộc cơn ấy, khá trách chàng Trương quá phũ phàng. Câu chuyện nó ghi lại rằng là hai người họ thương nhau thật tình, họ sống với nhau một cách rất là đầm ấm, con lành căn ngọt. Nhưng mà một thời gian sau thì chàng có lệnh nhập ngũ để mà chống ngoại xâm và giữ an bờ cõi. Thì bà vợ ở nhà lại có thai. Hồi ngày xưa không phải như bây giờ mà vấn đề thử máu DNA, nhưng mà cha cũng không có ô trò sao để biết trai gái. Trong khi mà hai người ăn ở với nhau thì nàng có thai mà nàng không có biết. Đến khi chàng đi rồi đó thì nàng sanh được một đứa con trai. Và khi chàng về đó thì nàng khoe anh ấy thằng nhỏ nè, con của mình đó anh. Rồi chồng rất là vui tại vì tin tưởng vợ, nó nói ô vậy sao nó đó à. Rồi thì người vợ nó anh giữ con đi, em đi ra chợ mua đồ ăn về hai vợ chồng mình ăn bữa số 1. Thì khi mà người vợ đi rồi, người chồng mới nói con là con ba nè. Thì thằng nhỏ đó không phải là ba tôi. Nó vậy là ba con là ai? Ba con đêm đêm về nhà. Ông nói vậy hả? Con biết mặt không? Nó dạ con biết nhưng mà con thấy. Thì ông người này bắt đầu nổi cơn ghen rồi à. Bởi vì vô cớ mà vợ mình có lẽ là xa vắng mình lâu ngày, bây giờ nó thèm cái tình yêu đi. Tới chừng khi vợ về thì hai vợ chồng cãi giả nhau. Người vợ tự minh dựng cho mình, người chồng là nghi vợ có ngoại tình. Thưa bạn, xem câu chuyện nó không giải thích cho chúng ta rõ ràng, nhưng mà sau đó chị nàng muốn nói quá. Để giải tỏ nỗi quan tình, nàng mới gieo mình xuống dòng Hoàng Giang tự sát chết. Tối về, thằng nhỏ không có ai nuôi nó thì người cha mới bầu nó là thương hại thôi. Mẹ nó đã chết rồi. Tới khi ông đốt đèn lên thì thằng nhỏ mới chỉ lên trên cái vách hình của hai cha con, lên trên cái vách nó kìa, ba tôi kìa, ba tôi vậy kìa. Ồ, thì ra mình nghi quan cho vợ mình. Vợ mình để dỗ cho con nó yên nó ngủ đó, thì nó chẳng lo ba con đó. Thì thằng nhỏ mới nghĩ rằng là ba con nó ngủ về mỗi đêm. Tưởng bạn cho em, khi nó học năm bậc trung học, ông thầy đưa ra cái đề tài này để hỏi các học trò xem mỗi em nghĩ thế nào về cái vấn đề mà cái người vợ này nhảy xuống Hoàng Giang. Các bạn của tôi thì làm thế nào tôi không biết, nhưng mà cái bài tôi được chấm hạng nhất. Ông thầy nói rằng là Minh đó, nó giải thích rất là hay, là tại vì cái ông vua Lê Thánh Tông đổ cái lỗi cho người chồng, nghi vợ quá phụ phàng. Ủa tại sao không đổ lỗi cho bà vợ? Nếu bà vợ không thể mà gọi là giải tỏ nỗi quan tình mình thì đi nhờ hàng xóm. Không có hàng xóm thì mình sẽ giải thích cho hết ngày này tới ngày kia. Mình thỏa mãn cái tự ái của mình, muốn cho người ta biết mình hoàn toàn trong sạch thì lại mình không có thương con. Và tôi giải thích cái bài luận văn của bạn xem thì ông thầy lấy ra ông đọc. Ông nói rằng phải nhớ rằng thằng Minh đó, Lâm Văn Minh nó nói rõ ràng cả hai bên đều có lỗi. Thưa bạn xem như dấu tôi học về cái chương trình tiến sĩ hôn nhân 3 năm trường tại Liberty University. Giữa cha mẹ con cái, giữa anh chị em ruột thịt, giữa vợ chồng và nhất là vợ chồng, có nhiều cái trường hợp xảy ra một cách rất là thảm thương, mà xem cái hậu quả hết sức là tai hại đó. Vợ với chồng, chồng với vợ chỉ vì cớ hiểu lầm. Chúng tôi học cái danh từ ngôn từ gọi là hôn nhân là có cái khoảng trống, là cái kia
Giữa vợ chồng có thể về tuổi tác chênh lệch, về kiến thức chênh lệch, về tôn giáo khác nhau, về tính tình khác nhau, vân vân. Thì bây giờ tôi bạn cho em biết rằng là có một số người đó sau khi mà họ đã gây ra câu chuyện thảm thương đó, đáng thương đó, thì họ lại tự hòa giải. Có lẽ mà cho em nhớ Chúa Giêsu dặn rằng là khi mà mình đem món quà để mình đem một cái của lễ đến dâng cho Chúa đó, thì mình đang có một cái hận thù buồn bã ngay, thì mình để quà đó, mình trở về mình làm quà cho người ta rồi mình mới đi. Chúa Giêsu Christ nói một câu trong Ma-thi-ơ đoạn số 12 câu 7 rằng ta không muốn của sinh tế nhưng muốn lòng thương xót. Có lẽ chúng ta thấy rằng là nhiều khi chúng ta làm cho một cái người phối ngẫu chúng ta là người thân chúng ta, nghĩa là đau khổ để chúng ta thỏa mãn cái tự ái của mình. Thì cái bà này đó, cái bà Nguyễn Thị Muối này, nó làm cho người chồng là Trương Sinh đó thấy rõ rằng là anh làm như vậy tôi chết đi anh xem. Nhưng mà bà đó có nghĩ rằng là người con của mình nó mồ côi, tưởng bạn xem. Do đó mà tôi đọc trong Kinh Thánh thì tôi thấy có một số người trong Kinh Thánh cho chúng ta tấm gương hòa giải. Cái người mà tôi thích nhất là ông Gia-cốp, con của Isaac, cháu nội của Abraham, khi mà bà mẹ kêu ông cướp cái phước của anh bằng cách là tráo cái lời nói, tráo cái quần áo, thì ông mới là bị người anh là Ê-sao tính giết chết. Ê-sao nói rằng là chừng nào ba chết tao chôn ba là tao giết mày. Thì bắt đầu là cha mẹ mới kêu ông Gia-cốp đi qua bên ngoài đặng mà tị nạn. Thì qua bên đó đó, ông có vợ, có con, có đầy tớ, có vuông rồi, thì ông mới trở về đặng thăm anh. Khi mà trở về đó thì ông sắp xếp làm sao cho người anh thỏa lòng bằng cách là tặng quà cho anh. Quý mạng cho em, khi mà ông tới gần Ê-sao đó thì ông lại bẫy lại. Có lẽ quý mạng cho em, người lớn tuổi đó đọc cái câu chuyện mà gọi là Tiếp Đinh Sang Phạm Lê Quê, thì Phạm Lê Quê mà cho em là một người đẹp mà là giỏi võ, thì Tiếp Đinh Sang làm cho y buồn đó. Tiếp Đinh Sang là cứ ba tam bộ thì nhất bái, hay cứ ba bước một bước thì sụp xuống lại vợ, ba bước bước sụp xuống lại vợ. Cho nên Phạm Lê Quê thỏa lòng tha thứ. Thì bây giờ ông Gia-cốp không có học cái cách đó, nhưng mà ông cứ gần tới nơi đó thì mấy lần đi, cái bảy lần đi, cái bảy lần lại anh. Nếu mà anh em đọc cho kỹ Sáng Thế Ký ghi lại rằng là cái lời nói của ông Gia-cốp đó thiệt là hạ mình xuống. Ông kêu ông anh mình là Chúa tôi. Thưa mà anh em, đó là cái cách để làm chuyện sao khi mà anh em gặp nhau, thì thay vì mà đem 400 người để mà là làm thịt Gia-cốp đó, thì ông lại ôm em mà hai anh em hòa lên khóc. Một sự giải hòa rất là đẹp. Thưa mà anh em, cái người thứ hai là bà Abigail, có người chồng tên là Na-banh. Trong Sa-muên thứ nhất đoạn 25 thì ghi lại rằng là Na-banh rất là ác độc, y đang nuôi chiên. Gia-cốp á, xin lỗi, ông David á, thì ông sai 10 thanh niên tới để mà xin thức ăn cho lính. Ông có 600 người lính, bạn xem, thì bây giờ anh này đã chẳng biết không cho mà lại còn nói nạn. Thành ra khi 10 cái người này trở lại trình bày tự xử cho David rồi, thì David mới đem 400 quân lính có vũ khí. Sau khi bà vợ là Abigail về, thì bà vợ của ông Na-ban nó có ba đặc điểm là rất là đẹp. Thứ hai là rất là hiền hòa. Thứ ba rất là khôn ngoan. Bà về bà mới nghe mấy người tới nói rằng chết rồi bà ơi, mình sẽ tiêu tan hết á, chồng bà sẽ đi giết, tụi này cũng bị giết chết hết á. Tại vì thế đó thì bà này nói, bà không nói nha. Không có kêu hạch sách chồng, tại sao anh thì cũng vậy, anh muốn mình chết hết trơn sao, không có nói. Bà tự động bà kiếm quà cáp đàng hoàng, bà chất lên lưng lừa rồi bà kêu mấy người đi tới để đi trước thì bà đi sao. Khi bà vừa thấy David cởi ngựa cùng với 400 người ào ào tới đó, vừa tới nơi hai bên gặp nhau rồi, bà bỏ con cái lưng lừa bà xuống, bà sụp xuống bà lại. Bà nói những cái lời mà anh em đọc trong Sáng Thế Nhất đoạn 25 rất là hay. Bà gọi nó nhất là Chúa tôi, rồi bà chê chồng bà là người đăng né. Mà hiện bà anh em, tôi thấy mấy ông cụ xưa mình dịch ra chữ N-A-B-A-L là nê bò đó, thì đọc là Na-banh, tức là banh xác. Nhưng mà anh em thấy rõ ràng là cái gì chỗ đó đó mà cái ông đang biết ông thấy nào là bà này bà biết điều, mà bà này đẹp, rồi bà này sắp xuống bà lại mình, rồi bà nói những câu rất là tốt đẹp. Thì ông mới thôi, mình nhận quà để mấy anh em rồi mình về. Mỗi ngày sau,
ông chồng bà bị Chúa đánh chết. Tôi cho rằng là bà Abigail xử sự rất là đẹp để cứu chồng mình và giải hòa để cho David không có giết chồng. Và ông bà cho em thấy rằng David sau khi hay tin David đã chết thì ông đem bà Abigail về làm vợ. Hai người ở với nhau có một đứa con. Đó là người thứ hai trong đời thân. Tôi năm 1959 các bạn cho em tôi tốt nghiệp trường quốc gia sư phạm tại Sài Gòn. Tôi về tôi ngồi tôi chờ sự điều lệnh để mà đi dạy học. Thì tôi cầm cái đàn guitar tôi được gãy đờ ở trước hàng ba. Thì tôi nghe ở bên nhà hàng xóm next door cái bên đó, cái câu chuyện mà giữa hai vợ chồng dường như hụt hạt nhau. Và thấy mấy đứa nhỏ nó khóc. Tôi hỏi ra thì cái người chồng đang là sĩ quan cấp tá đi thủ quân khoảng mấy tháng trường á, thì nghe ai đồn đó là vợ mình đang ngoại tình, họ có mấy đứa con gái một con trai. Tôi kêu là anh ba chị ba, tại vì nó là nhỏ tuổi hơn ba má tôi. Thì tôi mới nói tôi nói ba à, con thấy dường như nhà anh ba chị ba kế bên này có cái chuyện gì nó xào xáo, mà con nghe nói là rằng là anh ba anh giận chị ba mạnh mắng chửi này kia nó lạ lùng lắm, nghe nói dường như cũng sắp sửa thôi nhau đó. Thôi bây giờ má đi qua bên kế bên thì má nói là má là người lớn tuổi trong cái số này kế bên thì má làm ơn làm chứng dụng cho chị ba. Má tôi đổ cái khăn đi qua bên nhà khít bên là next door đó anh chăng. Má tôi đi được khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau má tôi trở qua thì miệng bà cười, mỉm cười thôi sao má, xong rồi. Hai vợ chồng hiểu được là má làm chứng là rằng má ở khít bên, má làm chứng là chị ba là người rất là đàng hoàng, nuôi con cái, không bao giờ có người đàn ông nào vào nhà. Ngay cả đi chợ búa là chị cũng không đi mà chị giao cho người hàng xóm đi. Sau này hai vợ chồng sống với nhau rất là vui vẻ và anh chị em. Mấy lúc sau này tôi qua bên Mỹ rồi đó thì cái người một trong mấy người con gái đó làm cái nhà hàng tại Baltimore của tiểu bang Maryland. Thì y nhắn tôi lên, y kêu tôi là cậu Bảy, tức là em của mẹ đó. Cái nó cậu Bảy lên, tụi con đãi cậu Bảy một bữa ăn. Thì tôi với một vài tín đồ lên trên đó và anh chị em thì hai vợ chồng ngồi đãi tôi ăn một bữa ăn rất là thịnh soạn. Trong lúc ăn đó thì người vợ nó con này nè, cậu Bảy à. Hồi nhỏ tụi con còn nhỏ tụi con không nghe, nhưng mà sau này tụi con nghe nói lại rằng là ba má con xuất ly thân ly dị nha. Tại vì có cái người bà con nào có nói tầm bậy tầm bạ đồ ra rằng là má con ngoại tình. Mà con nghe nói rằng là cái cậu Bảy là cái người khởi xướng ra mời bà ba qua để mà nói cho ba con biết rằng mẹ con rất là đàng hoàng. Ngày hôm nay ba con đã chết trong tù rồi, ở ngoài Bắc rồi. Má con bây giờ còn sống tụi con, má con nói dặn con là tụi bay qua bên Mỹ đó gặp cậu Bảy Minh đó thì sẽ nói rằng là má biết ơn và mấy con cũng biết ơn. Mấy bạn cho em thấy tôi rất sung sướng là tại vì mấy chục năm qua rồi mà người ta còn nhắc lại chuyện cũ. Tôi rất là vui mừng. Tôi nói bạn cho em nghe rằng là ở trong gia đình, ở trong dòng bà con, ở trong hội thánh đó luôn luôn không phải lúc nào cũng yên hết trơn. Có những cái chỗ mà không, nếu không có ổn đó, bất hòa kéo dài đó thì sẽ cay đắng, hận thù và có thể hãm hại nhau. Rất thường xảy ra chẳng những tại Mỹ mà tại Canada, tại Úc Châu, tại Âu Châu, tại bất cứ chỗ nào mà Việt Nam mà ở hải ngoại lẫn ở tại Việt Nam đều xảy ra những cái cuộc thảm sát rất là kinh khủng. Chồng giết vợ, vợ giết chồng, cha mẹ giết ngay cả con cái. Quý bạn cho em đã kinh nghiệm rồi. Tôi đi Úc Châu 18 lần, Âu Châu 10 lần, Na Uy, Thụy Điển, Hòa Lan, Đức, Pháp. Tôi đi giảng bạn cho em và tôi đặc biệt nhấn mạnh những đề tình chồng vợ và cha mẹ con cái, tại vì hai cái chỗ là quan trọng nhất hàng. Và tôi đã ghép nối cho họ những cái cuộc tình mà hai vợ chồng đã có 5-6 đứa con mà muốn tan vỡ. Thì tôi tới tôi giải thích, tôi học cái cách mà gọi là giải hòa để tôi đem họ lại với nhau. Tại vì Kinh Thánh á, trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 9 Chúa Giê-xu nói là phước cho những kẻ làm cho người ta hòa thuận vì sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời. Mấy ông bạn cho em tưởng tượng đi, bây giờ hai cái đứa em gái mình cùng với em rể mình mà cãi giải nhau, hay là em trai mình cùng với em dâu mình cãi giải nhau, mình là chị mà mình không nói năng gì hết á, mình là anh mà mình không có rớ tới, không có involve gì, thì tội nghiệp của anh chứ, thấy không? Cha mẹ cũng không có nói được gì hết á, thì bây giờ mình phải làm. Tôi có ba đứa con gái, một đứa con trai. Mà con cái tôi mà anh chị em không khi nào mà tôi ép duyên chúng nó, hãy chúng nó thương là tôi cưới tôi cả. Mấy đứa nào vậy ta, hãy mới cưới nhau chừng thời gian sẽ muốn ly dị ra.
Tôi nói nhà tôi phải tới, lúc đó tôi còn khỏe mạnh, tôi còn trẻ, bạn cho tôi dạy con. Tôi không có đứng về phía con gái, không có đứng về bên trai, mà tôi đứng về phía dâu và rể. Quý bạn cho thấy không, thật ra rể tôi nó rất thương tôi. Con gái tôi nó nói ba, ba. Chồng con nói với con là ba má ruột anh còn không thương bằng thương ba. Tỏi sao vậy, nói gì ba đứng về phía ảnh, thấy không? Cái đó là sự khôn ngoan, bạn cho mình nhớ một điểm là con của mình ra thì lúc nào nó cũng con của mình, không có mất mát thế này. Mà nếu mình bên nó đó, thì cái người rể mình, người dâu mình sẽ cảm thấy rất là thủi, rất là thiệt thòi. Cho nên nếu mình thương con gái, có một lần con gái tôi nói điện thoại tôi. Ba con sẽ qua ba ở với ba. Đó hả? Qua ba chơi một hai tuần rồi về chứ sao lại ở? Con sẽ ở với ba luôn à? Tôi sẽ hiện con thôi ảnh à? Tôi nói sao? Thì nó mới nói cái nguyên nhân này kia nọ. Tôi nói bây giờ con gửi cái thơ đó cho ba đi, ba đọc xong tôi đàng hoàng rồi. Thấy tôi đọc xong tôi nói con, tất cả những cái nhục nhã mà người ta nói nặng ba mẹ để cho bà chịu, miễn là con hạnh phúc. Cho nên người rể nào cũng thương tôi, ba đứa con gái, người rể nào thương, mà con dâu gì nó cũng thương tôi. Tôi đứng về phía chúng nó mà chứ. Bây giờ tôi nói là bạn chứ nghe. Cái người mà hòa giải đó, điểm thứ nhất đó là phải hạ mình. Để mình cho người ta thấy rằng là mình là việc mình là hòa giải trong cái tình thương, trong cái sự hy sinh. Chúa Giêsu Christ dạy các đầy tớ Chúa đó cái bài học rất là lớn, rất là quan trọng mà mình không có để ý tới là sự khiêm nhường. Quý ông bà anh chị em thấy khi mà người ta đem trẻ con tới với Chúa Giêsu Christ thì mấy người môn đồ sợ làm phiền Chúa, chẳng lẽ nó bà Chúa Giêsu đang bận bà đem cái nhỏ tới quý này làm gì, thì Chúa làm sao? Sách mát nó rằng Chúa dẫn à. Chúa nói mấy con tại sao mà ngăn cản những đứa nhỏ này tới ta? Nè con nên nhớ nha, nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ. Con trẻ nó rất là hiền hòa, rất là ngây thơ và rất là khiêm nhường. Phải làm sao Chúa Giêsu Christ xong về xuống Jerusalem để mà bốc những ông giáo sư như là Nicodem, như là Gamaliel này kia này để mà dạy họ trong vòng 5-6 tháng là xong, tại vì họ rất thông minh, họ có học. Làm chi mà Chúa đi dùng ghe Galilee họ để mà bốc những cái ngư phủ là những người đánh cá. Họ biết cái gì mà họ giảng đạo, mà vậy mà Chúa truyền cho những người đó sau này Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng là những người phụ đó trở thành những vĩ nhân của cả thế giới, và tôi thích đặt con là Peter, James và John. Thấy không? Chúa biến những cái người mà ngu đần, người ta gọi là dốt nát không học, theo phong vụ đoạn 4 con số 12 đó, dốt nát không học đoạn 3 mà cho em chỉ, tức là những cái người mà không có ra gì hết trở thành vĩ nhân vì có họ đã từng ở với Chúa Giê-xu. Đó mà anh em nghe vậy đó. Cho đến khi nào mà anh em học được cái bài học là muốn trở thành con Đức Chúa Trời là giải hòa. Tôi rất lấy làm buồn là khi hội thánh xảy ra chuyện buồn giữa các chấp sự với nhau, giữa tín đồ với nhau, giữa mục sư và ban chấp hành, mà không có một người đứng nào đứng ra mà làm trung lập để mà giải hòa cho cả hai bên, để đem lại cái sự bình hòa, hòa bình cho cái hội thánh của mình. Quý ông bà anh em tưởng tượng là một người Phật giáo vào trong nhà thờ mà thấy gì, xin lỗi là họ muốn đi tìm chân lý, họ nghe nói đạo tin lành rất là hay, kinh thánh rất là tốt, Chúa Giêsu yêu thương, nói cái miệng không à. Nhưng mà thật sự ra thì hầm với nhau, ghét với nhau, một bà vô ngồi ban đầu, một bà khác ngồi bên kia nè, đặng mà hết xong đi ra không có tay. Còn gặp nhau thì không có chào, không có xe hai. Còn bà xem đó là lý do tại sao mà hội thánh chúng ta không có tăng trưởng nhanh được. Chúng ta làm trái với Chúa rất là nhiều điều. Mình nói mình tình yêu thương mà không có yêu thương, mình nói mình giải hòa mà không có giải hòa. Thì bây giờ bà anh chị nghe đây nè, tôi thuộc bà anh chị nghe hai câu chuyện của hai thanh niên Hoa Kỳ. Cái người thứ nhất là một chàng trai ở vùng nông thôn, cha mẹ làm cái nghề nông. Cậu này mới có 17, 16 tuổi gì đó à, thì lại có với trai và có thuận tánh nhau. Hai cha con cãi lộn hoài, mà người Mỹ đó nó cũng cãi lộn dữ dội lắm á. Chứ không phải như Việt Nam mình mà con cái mà khoanh tay nghe cha mẹ đâu. Cãi xong rồi nói với má nó mà. Tôi nói theo người miền Nam nghe, miền Tây nha, bà má à, chứ không kêu mẹ. Con với má không có hợp á. Con nói thật với má là cái luật pháp cho biết 18 tuổi con được quyền ra khỏi gia đình, 18 tuổi con đi à. Mà hai vợ chồng có đứa con trai à. Bà nói con tội nghiệp mà ba con tấm già rồi con phải hiểu ba, con thương ba chứ. Phải hiểu cái gì? Con nói ra gì là ba nói, ở đây con à,
con làm gì cũng được ra. Thì tới đúng 18 tuổi nó đi thiệt. Nó sắp xếp vali đi thì bà nhà bà khóc, bà ôm lại nó khóc mà. Còn bỏ má xong. Nó thôi con ở đây không được đâu má ơi, con đi xa chẳng tạo con vứt mặt đi. Con làm có tiền của bà con gửi về cho má. Má đừng có lo hay có chuyện gì, má có chuyện quan trọng cho con ngay con về. Thì cái chàng trai này đi. Một thời gian sau khi làm có tiền có bạc rồi thì mấy quý bạch mấy khi đi cho bà mẹ biết cái địa chỉ. Bà mẹ cứ gửi thơ hết ngày này qua ngày kia gửi hoài. Con ơi con này kia đó, má thương con về đi con. Con về đi cho bà mặc cái bức thơ là cũng nhem nhút tại vì bà khóc. Bà vừa khóc bà vừa viết. Một ngày kia viết bức thơ vậy đó con này nè má. Rồi con đã được thơ của má rồi, má cứ là muốn cho con về để thăm ba mẹ thì con về với điều kiện. Con nói đi, con viết đi. Điều kiện là khi con về đó chiếc xe lửa chạy ngang nhà mình rồi mới tới đằng ra đằng kia đó thì con thấy cái cây sồi trước nhà có treo một tấm vải trắng. Tấm vải trắng nó biểu tượng là ba má đó với con hòa bình rồi, không có cái chuyện xích mích nữa. Thì khi nào con thấy đó thì con sẽ đừng xuống ga con đi về. Nếu không có tấm vải trắng con cho rằng ba má, má thì thương con rồi nhưng mà ba còn ghét con, ba không hẳn thì con về sao được, con sẽ đi được. Cái thơ nó gửi tới nơi mà ý đoán rằng chắc là mẹ của mình đã nhận được rồi thì mới lên xe lửa về. Cái chiếc xe lửa sình sịch chạy ngang cái nhà đằng ngoài sắp tửa sửa tới ra được cái đường lại thì thấy cây sồi quê đó nguyên một cái vùng trắng hết, từ trên xuống dưới cái góc chân là chỗ nào cũng có vải trắng hết à. Nghĩa là cái tấm vải trắng, mấy tấm vải trắng nó bít cả cái sồi nó nhỏ chứ không vào chân cao, nó sao lại gì cả. Y tới ga y xuống sắp tay cái vali. Bà mẹ đứng đó bà cho em thì phải chạy lại ôm con khóc. Mừng quá con ơi con, má thấy con mấy năm nay thiệt tình bây giờ mà nựng cào nựng má rồi con có không có thay đổi gì nhiều. Thôi được đi vô đi con, tắm rửa rồi ăn cơm. Vô chào ba nha. Dạ. Vô sắp vali vô gặp chào ba. À con. Vô tắm rửa rồi đây ăn cơm, lên ăn cơm. Trong khi ăn thì nói má à, cái thơ của con má có đọc kỹ không? Kỹ. Đây nè, má đọc tới nhòm nát nè, nước mắt má rơi nè. Má sung sướng quá, má vui quá, con sẽ về đây gặp ba má. Má đọc kỹ mà tại làm sao con dặn một bao nhiêu tấm vải trắng, ở trong đó nó bao nhiêu tấm? Một. Bà mẹ trả lời một. Sao mà má với ba làm sao mà nguyên cả cái cây biết bao nhiêu tấm vải trắng vậy đó? Phí qua đi. Thưa bà xem câu này làm cho tôi khóc. Bà mẹ để cái đôi đũa xuống, để cái muỗng miệng xuống. Con ạ, ba má tuổi đã già, hai chân run rẩy yếu ớt. Cái tháng này mùa gió thổi, má chỉ ngại rằng là ba má tay già yếu rồi con không có chặt mà nhớ cho nó bay đi. Thì con không gì nè. Bà vừa nói bà vừa khóc. Mà cái người chồng đó là người cha của đứa nhỏ đó cũng chịu cầm lòng chịu không nổi. Ông lấy cái tay bụng của mặt lại. Cái thằng nhỏ nó ngồi đối diện nó bạn xem nó đứng dậy nó bỏ nĩa muỗng xuống qua nó ôm mẹ nó khóc. Ôm ba nó khóc. Má tha lỗi cho con. Con kiêu ngạo, con anh hùng, con tưởng rằng con ra con tự lập, con sống đời sống mà không cần ba má. Con giỏi, con tài. Con không có ngờ rằng trong cái túp lều này nghèo nàn cơ cực của gia đình mình đó, có hai tâm hồn rất là cao thượng. Cái tình của má đó chắc con không khi nào quên. Con có nhà cửa trên thành phố lớn, con mua sống rồi con mời ba má lên trển bỏ cái nghề này đi để con nuôi ba má. Thương mặt trên cái dấu bà mẹ là hình ảnh của Chúa Jesus Christ. Giải hòa.
tôi nhiều chuyện lắm. Thành ra tôi không nói nhiều, đêm nay đã khuya rồi tôi chỉ nói thêm một chuyện cuối cùng. Cũng câu chuyện của người Mỹ, tôi đọc trong sách vở. Cái cậu bé này đó, ở trong gia đình mà cha mẹ đêm nào cũng hột hạt với nhau, gây cấn với nhau thì lộn hoài. Mà cái cậu bé này rất là thông minh, sáng suốt lắm, đang học cái bậc trung học năm thứ nhất thứ nhì. Y năn nỉ ba mẹ là đừng có xa nhau, tội nghiệp có con là con bây giờ hãy con qua con ở với ba, con bỏ mẹ con ở với mẹ thì con bỏ ba. Ba má ơi tội nghiệp con, mấy đứa bạn con hỏi tại sao ba má mẹ đi thân đi dị vậy, có chuyện gì vậy không? Con làm sao con trả lời? Ở trong học đường, ở trong lối xóm đó, con gặp bạn bè cũng buồn có tuổi. Khi mà nó nói như vậy thì lúc đó nó còn khỏe mạnh. Một ngày kia nó bị bệnh rất là nặng và bác sĩ cho nó biết rằng: cậu bé ơi, ta nói cho con nghe rằng là cái sinh mạng của con là bây giờ giống như Việt Nam mình gọi là chỉ mình treo chuông, không biết giờ nào sẽ chết, giống như hồi nãy cô Quỳnh Thi cô làm chứng. Và nó biết nó sắp chết. Nó mới nói với bác sĩ rằng: thưa bác sĩ, tôi biết là tôi sắp sửa qua đời, tôi xin bác sĩ cho tôi một cái favor. Đó là bác sĩ làm ơn viết thơ hoặc điện thoại cho ba tôi với má tôi đó, tới đây để mà gặp tôi, để cho tôi nói những lời cuối cùng trước khi tôi ra đi. Ông nói cái chuyện đó vậy. Thì ông bác sĩ làm đúng như cái lời của đứa nhỏ nó nói, thì cha mẹ nó tới. Có sự chứng kiến của bác sĩ, ba nó đứng tay mặt, má nó đứng bên tay trái. Nó nói: mà má thương con. Thì mà mẹ nó khóc, con là con trong bụng của mẹ ra mà, mẹ sinh con mà, tao làm sao không thương con. Thôi bây giờ con sắp chết, má cầm cái tay cho con, cầm cái tay của má để con thấy cái bàn tay của má. Thì bà mẹ nó cái chuyện gì đâu có khó, con bà mới đưa cái bàn tay của bà cho nó nắm. Nó nói: mẹ đừng có rứt tay ra nha. Nó lấy cái bàn tay của mẹ đó, nó để cái bàn tay của mẹ trên cái quả tim của nó. Nó xoay qua bà, nó nói: bà có thương con không? Thì người cha nói rằng: ba cũng như má là rất thương con, bởi vì con là con của bà. Con, ba cho con nắm cái tay của bà. Và khi nó nắm cái tay của cha nó rồi thì nó lấy cái tay của cha nó, ba đừng có rứt ra nha, đặt lên tay của má đó. Hai vợ chồng đặt tay nhau mà nó xếp làm sao mà đặt như thế này để trên cái quả tim của nó. Thì hai ông bà phải chịu cho, tại vì con mình sắp chết rồi. Ba má đừng có rời ra, ba má đừng có remove cái tay chân ra. Thưa ba, thưa má, đây là cái giây phút rất là ngắn ngủi mà con sắp sửa lìa ba má rồi. Con ước mong phải chi hồi nào tới giờ là con làm điều này khi con còn sống, để cho má hiểu được là con rất muốn ba má nắm tay nhau mỗi ngày, mỗi giờ. Bây giờ ba má có hứa với con rằng là sau khi con chết rồi thì ba má sẽ để cái bàn tay với nhau, nắm với nhau và dắt nhau trên đường đời. Ở trên thiên đàng con nhìn xuống con thấy được. Con mỉm cười với Chúa Giêsu rằng: lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã cho ba má con vào. Má có chịu không? Ba mẹ làm sao? Bao nhiêu cái sự buồn phiền với chồng, bao nhiêu cái cay đắng xảy ra, bao nhiêu cái lời nói mà hại được nhau thì bây giờ nó bay hết trơn rồi. Tại vì đứa con mình. Ba nghẹn ngào rằng: con à, má hứa, cảm ơn. Xây qua ba, ba có thấy cái hình ảnh này quá đẹp không? Ba có nhận rằng là con thương ba, con thương má, con muốn ba má nắm tay nhau vậy hoài hoài. Có giận hờn nhau gì cũng bỏ qua tha thứ đi. Thì con trên thiên đàng là con cười, con nói với Chúa Giêsu rằng: lạy Chúa, con rất là vui thấy ba má con bây giờ mà học. Thì làm sao? Ông già cũng đâu có cách nào mà gọi là trả lời chứ con không được. Tao với má mày không đổi chung trời. Thì người cha nói rằng: con à, má ta hứa,
Thằng chó nó bệnh rất là nặng rồi. Nhưng mà cái môi nó nhếp ra để cho thấy nó nở một nụ cười. Giờ phút cuối cùng, rồi nó lấy cái tay, nó đặt cái tay nó trên hai cái tay ba má nó và nó tắt thở. Cái kết luận của câu chuyện làm cho tôi phải chảy nước mắt ra. Tôi nói rằng thiệt nó nhỏ quá khôn ngoan. Đức Chúa Trời ban cho nó cái sự sáng suốt và có cái tình cảm rất là dồi dào. Tôi chợt nhớ tới Chúa Giêsu Christ. Tôi mà cho người giáo tôi đọc bạn cho em nghe mấy câu thôi. Tôi không có để với bạn cho em mất thời gian. Được chép trong Cô-rinh Tô thứ 2 đoạn 5 từ câu số 18. Mọi điều đó đến từ Đức Chúa Trời, Đấng đã cho chúng ta được hòa giải với Ngài qua Đấng Christ và giao cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Ấy là trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải. Câu 20. Vậy chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ, Ngài xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Đó là cái khúc kinh thánh mà tôi đọc đi đọc lại. Và tôi nằm trên giường của bạn cho em, Chúa Giêsu kêu tôi, con Minh là con phải soạn một bài giảng về Đấng Christ là Đấng hòa giải. Yêu thương nhân loại, Ngài hy sinh thân mình để xuống.